Xin chào tất cả mọi người nha. Sau mấy tháng không gặp thì mọi người có nhận ra cái cây cóc nhà mình không? Đây xin giới thiệu với mọi người nha, đây là cái cây cóc nhà mình nha. Sau một thời gian không gặp, chính xác là mình mới quay cái video cái cây cóc gần đây nhất là cách đây khoảng 4 tháng. Thì hiện tại sau 4 tháng không gặp thì mọi người nhìn này, cái cây cóc của mọi người nó đã rất là to, rất là sung xuê và đặc biệt là rất là sai quả nha mọi người nhá. Đây, đặc biệt là rất là sai quả này. Đây là những cái chùm chùm của cóc. Đây nữa này. Đấy, lấp sau cái tán lá này nhé. Mọi người nhìn này, cái chùm cóc mọi người nhìn có thích không? Phía trên nữa nhá. Đây này. Đây nó nấp ở đây này. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Ở cái video quay cái cây cóc lần trước ấy, thì mình nhận được một số câu hỏi của mọi người liên quan đến cách trồng và chăm sóc cái cây cóc. Thì tại vì cái video lần trước thì là mình quay ở cái máy điện thoại thôi, thế cho nên là cái chất lượng của cái video ghi lại thì nó không được tốt. Thì ở cái video này thì mình sẽ xin giải đáp một số cái thắc mắc của mọi người nhé, liên quan đến cái cây cóc nhé mọi người nhé. Và tiện đây thì mình cũng sẽ trộn cái đất cho cái cây cóc trong cái thời kỳ nó đang đậu quả như thế này, thì làm sao mà để nó có đủ cái dinh dưỡng để nó nuôi trái nha mọi người nhé. Ngày hôm qua thì mình cũng đã bỏ bớt cái phần đất mặt của nó đi rồi. Đấy, thì bây giờ thì mình sẽ phải tiến hành là trộn cái lớp đất phía trên này để mình ấp vào cho nó mọi người nhé. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành làm cho mọi người xem nhé. Với những cái cây ăn trái ví dụ như là cóc, những cái xoài hay là khế, hay là một số loại rau ăn quả ví dụ như là cây đậu bắp hay là cây bí ngòi, thì vấn đề mình làm đất mặt, xử lý đất mặt cho cái chậu cây thì nó là hết sức cần thiết nha mọi người nhá. Thì bây giờ mình sẽ làm cho mọi người xem nhá. Nhờ những cái dụng cụ cần thiết là đó là cái đất trộn đã trộn kỹ này, phân gà này nhá mọi người nhá, phân gà là và LPK, đây là phân tổng hợp nha mọi người nhá. Trước tiên thì mọi người sẽ trộn cái phần đất này với phân gà theo cái tỷ lệ là 1:2 nhá mọi người nhá, cứ 2 đất một phân gà, bởi vì phân gà này nó là rất là đậm đặc. Trong cả cái quá trình mà mình trồng rau và trồng cái cây ăn trái thì mình nhận thấy rằng là cái tỷ lệ này nó rất là hợp lý, nó vừa đảm bảo tiết kiệm cho mọi người, và thứ hai nữa là nó vẫn đảm bảo cái dinh dưỡng cần thiết cho cái cây trồng nó có thể phát triển. Mình trộn kỹ lên mọi người nhé, trộn thật đều. Còn cái phân LPK kia thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người là cách bón. Đây, mọi người trộn đều nhá. Thành phẩm sau khi trộn đây thì cái phần này nhá, mọi người lưu ý này, mọi người sẽ chia làm đôi nhá, sẽ chia cái phần này làm hai này. Một phần thì mình sẽ rải vào phía gốc của nó, đó là cái phần mà nó sẽ không có LPK kia, và một phần thì mình sẽ trộn cái LPK kia vào đây, và sau đó thì mình sẽ giải ra cách gốc nha mọi người nhé, giải ra xa gốc. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lấy một lửa cái số hỗn hợp này nhé, lấy một lửa cái hỗn hợp phân gà với đất này, mình sẽ ấp vào cái phía gốc cho cái cây cóc này nhé mọi người nhé. Đấy, mọi người cứ cào bớt đi, cào ra để hở những cái rễ này ra nhé mọi người nhé, cào nhẹ thôi nhé mọi người nhé. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa, nó lộ hết cả cái lớp rễ của cái cây cóc này lên này. Đấy, rất nhẹ nhàng thôi, làm nhẹ nhàng. Mọi người sẽ dùng 1/2 cái số hỗn hợp này, mọi người ấp vào cho mình nhé, nó sẽ trở thành một cái hỗn hợp đất rất là giàu dinh dưỡng và nó tơi xốp, đảm bảo trong cái quá trình mà mọi người tưới, mọi người chăm sóc thì nó rất là thuận lợi. Khi mà cái đất nó chai quá thì trong cái quá trình tưới thì nó sẽ bị thất thoát nước và cái lượng nước nó sẽ không thể thẩm thấu đều xuống phía dưới gốc được, cho nên là dễ nhiều khi mà nó sẽ gây ra cái hiện tượng thiếu nước cho cây nha mọi người nhá. Đấy, thì mọi người sẽ dùng 1/2 để ấp vào cái phần gốc như thế này. Thế còn đâu xử lý 1/2 này thì như thế nào?
người sẽ đong cho mình một miệng chén này nhá mọi người nhá. Và mọi người sẽ trộn đều lên. Trộn đều lên. Đây. Đây cái NPK này nó là cái sự tổng hợp của đạm, lân và kali nhá mọi người nhá. Và bây giờ thì mọi người sẽ tiến hành là bón xa gốc cho mình. Rải vào những cái khu vực khác cách xa gốc cho mọi người nhá. Cái đặc tính của cái phân LPK này này là tuyệt đối nhá, mình nhắc lại cho mọi người nhá, là tuyệt đối mọi người không được bón sát gốc nha mọi người nhá. Khi mà bón sát gốc cái LPK này vào cái cây trồng thì nó sẽ gây ra hiện tượng sót rễ nha mọi người nhá. Nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cái hệ thống bộ rễ của nó. Thế cho nên là mọi người bón xa gốc ra những cái phân LPK này này. Sau khi mà xử lý cái lớp đất trên cùng của cái cây cóc thì nó sẽ được như thế này đây. Đấy nhá mọi người nhá, sau khi mà xử lý cái lớp đất trên cùng với cái cóc thì nó được như vậy đấy mọi người nhá. Thì đảm bảo trong cái quá trình nó mang trái như thế này thì nó hoàn toàn nó đủ dinh dưỡng. Và rất là thuận lợi trong cái quá trình mà mọi người chăm sóc cái cây cóc này. Thì bây giờ thì quay sang một cái vấn đề nữa mà rất là nhiều người quan tâm, đó là làm thế nào để cho cái cây cóc này nó đậu được nhiều trái như thế này. Nó ra quả rất là nhiều mọi người nhá. Nó từng chùm bột như thế này này. Đấy, quả đây. Chùm non này là nó mới đậu một thời gian này. Thì cái vấn đề mà để cho cái cây cóc mà nó ra tán tròn đều đẹp như thế này và nó đậu quả sai thì tết ra thì mọi người phải cắt ngọn cho nó mọi người nhá. Ra tết ra thì mọi người phải tiến hành luôn. Bản chất của một số cây ăn quả nó là trong cái quá trình mà mọi người cắt ngọn thì nó sẽ ra, nó sẽ bật ra những cái nhánh mới và nó sẽ hoàn thiện hơn cái bộ khung của nó như thế này này. Nó rất là tròn và đẹp. Và cái lợi ích của vấn đề cắt ngọn là nó sẽ đâm ra những cái nhánh mới, đồng thời là những cái hoa nó sẽ sau đấy nó sẽ phát triển. Nó sẽ phát triển thành những cái chùm hoa nhé mọi người nhá. Thì bây giờ cái cách cắt ngọn thế nào thì mình sẽ cắt ở cái vị trí từ cái phần ngọn khoảng tầm 25 đến 30 cm nhá mọi người nhá. Mọi người cứ cắt sâu xuống cho mình. Đừng có sợ gì hết, mọi người cứ cắt sâu xuống nhá. Mặc dù cây cóc này của mình nó đang có quả như thế này nhưng mà ở cái video này thì mình tiện thì mình sẽ cắt luôn cho mọi người nhá mọi người nhá. Đây mình sẽ cắt luôn cho mọi người xem này. Đấy. Đây, cái ngọn của cái cây cóc đây. Sau khi cắt thì nó sẽ như thế này. Đây. Cái phần trên này nó bị tổn thương thì mọi người hãy dùng cái vôi bột mọi người pha nó đặc một chút. Sau đấy thì mọi người sẽ bôi lên cái vết cắt này cho cái cây cóc nha mọi người nhá. Trước mắt mọi người đây là cái vôi bột này, mọi người tiến hành hòa nước và bôi cho nó. Sau khi mà cắt ngọn xong thì mọi người phải bôi cho nó. Thì những cái vi khuẩn nó sẽ không thể xâm nhập vào trong cái thân cóc của mọi người được nhá. Nó sẽ không gây bệnh được. Thì lát nữa thì mình cũng sẽ chia sẻ thêm một cái cách nữa để phòng bệnh cho cây cóc nhá mọi người nhá. Mọi người tiến hành bôi cho nó nhá. Đấy mọi người cắt rất khoan một chút. Và dùng cái kéo thật sắc nhá mọi người nhá. Để mà có một cái cây cóc nó tròn nó đẹp như thế này thì mình phải bấm ngọn cho nó thường xuyên mọi người nhá. Như cái video trước mình đã đề cập đến đấy, từ cái thời điểm mà mọi người trồng cái cây cóc đến khoảng tầm 2 tháng thì mọi người phải bấm cái ngọn chính này đi. Bấm cái ngọn chính này đi để cho nó bật ra những cái nhánh như này, những cái tay như thế này. Và trong cái quá trình mà khi những cái tay nó phát triển một thời gian thì mọi người đây mọi người nhìn này, cắt hết những cái tán, cái tay, cái ngọn ở cái tán nhé mọi người nhá. Ở những cái ngọn, ở những cái tay của nó mình cũng phải cắt. Đây này, mọi người để ý này, đấy. Rất nhiều cái vị trí cắt này, khi mà những cái tay này nó ra đây này, mình cũng lại phải cắt thêm này. Đây,
toàn bộ cái khung của nó rất là tròn, rất là đẹp nhá. Đấy là cái kinh nghiệm và cái bí quyết của mình. Thì ngoài ra thì cái phương pháp mà mọi người thắt cái gốc này, mọi người siết chặt cái dây ni lông ở cái phần gốc này, cứ cách khoảng 10cm mọi người siết chặt nó vào. Sau một thời gian thì nó sẽ lằn lên như thế này. Đấy, sau mọi người tháo ra thì để nó tăng cái tốc độ hóa gỗ của cái thân cóc này, thì đảm bảo trong cái môi trường nó nhiều gió như ở trên sân thượng nhá, thì nó vẫn chắc chắn như thế này. Đấy, cái cây cóc của mọi người nó vẫn rất là vững chãi nha mọi người nhá. Khi mà mọi người cắt cành thử các kiểu rồi mà nó không ra trái thì mọi người tiến hành mọi người sắn gốc cho nó nha mọi người nhé. Ở cái vị trí cách cái gốc khoảng tầm 25-30cm thì mọi người thực hiện này, mọi người sắn sâu xuống cho mình. Mọi người cầm cái xẻ cái bay sắn thật sâu xuống để đứt hết những cái rễ, đây những cái rễ con của nó ra. Bởi vì cái cây cóc này nó là cái cây rễ cọc, không sợ cái cây cóc của mọi người nó bị chết đâu. Đấy, mọi người sắn thật mạnh xuống. Đấy, cái cây cóc của mình nó đang có trái cho nên mình sẽ không thực hiện đấy. Mọi người sắn sâu xuống nhá, sắn càng sâu càng tốt, để cho nó đứt hết những cái rễ nhánh của nó đi. Trong cái quá trình mà nó đứt rễ như thế thì nó sẽ làm tức, làm đau cây, và cây nó bắt buộc nó phải ra hoa, ra trái nha mọi người nhá. Một cái chế phẩm nữa mà mình muốn giới thiệu với mọi người nhá, nó là cái chế phẩm sinh học Trichoderma này. Cái tác dụng của cái Trichoderma này đây, nó gồm có rất là nhiều cái bào tử Trichoderma. Cái lấm này nó thực chất là nó là cái lấm đối kháng, cho nên là trong quá trình mà mọi người tưới cái này vào, mà mọi người trộn với những cái hỗn hợp hữu cơ thì nó sẽ bảo vệ cái bộ rễ cho cái cây cóc của mình nói riêng, cũng như là những loại cây trái trong vườn nói chung. Thì mọi người sẽ tiến hành là mọi người có thể tưới hoặc là phối trộn vào cái phần những cái hợp chất hữu cơ nhá mọi người nhá. Mọi người lưu ý là cái Trichoderma này thì nó phải phối trộn với những cái hợp chất hữu cơ, chứ nó không hợp với những cái phân hóa học nhá mọi người nhá. Tại sao mình vừa rồi thì mình không tưới cái Trichoderma cho nó, là bởi vì mình nhắc lại cho mọi người là cái lấm Trichoderma này nó sinh sôi phát triển rất thuận lợi trong cái môi trường hữu cơ. Thế cho nên là nó sẽ bảo vệ cái bộ rễ của mọi người tránh khỏi những cái bệnh liên quan đến nấm rễ, những cái bệnh liên quan đến cái phần rễ của nó nhá. Cái đặc tính của nó là nó không hợp với cái phân hóa học, cho nên là lúc nãy thì mình có trộn cái LPK đấy, nó là cái phân tổng hợp vào để cho mình vun cái phần gốc này. Thì cho nên là mình sẽ không tưới, mà mình sẽ đợi cách khoảng tầm 5 ngày nha mọi người nhá. Sau 5 ngày sau thì mọi người hãng tưới cái dung dịch Trichoderma đấy. Và cái lấm Trichoderma đấy thì nó đã có cái hướng dẫn để cho mọi người sử dụng rồi nhá. Mọi người tham khảo cái cách của mình, thì nếu mà mọi người mà đọc mà không hiểu thì mọi người cứ lấy miệng cái chén uống nước này với khoảng tầm 5 lít nước, và mọi người sẽ tưới thành nhiều lần cho nó nhá. Cái rễ của cái cây trái của mọi người sẽ được bảo vệ bởi cái lấm Trichoderma này nhá mọi người nhá. Đấy nhá mọi người nhá, đấy là toàn bộ cái quá trình mà mình chăm sóc cái cây cóc. Từ cái thời điểm cắt nhánh, cắt cành rồi là mình sẽ chẹn rễ cho cây và làm cái đất mặt cho cây nhá mọi người nhá, làm cái phần đất trên cùng cho cây để đảm bảo là cái cây cóc của mọi người nó sẽ ra hoa, ra quả, ra nhánh một cách thuận lợi nhất nhá mọi người nhá. Mọi người có cái thắc mắc gì thì mọi người cứ liên hệ luận dưới kênh của mình nhá. Dưới cái video của mình thì mình sẽ xin phản hồi lại cho mọi người nhá. Mọi người không hiểu gì thì mọi người cứ liên hệ với mình nhá. Thì chúc mọi người có những cái cây cóc bội thu nhá mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã nghe kênh để ủng hộ kênh của gia đình mình nhá. Chào tạm biệt tất cả mọi người nhá.